Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là thứ bảy, để bán cua của UA cũng đã có rất là nhiều người chờ sẵn. Hôm nay thì cái điểm bán cua cũ của dì Ba thì ở bên kia, thì hôm nay có một cái đám tang nên không thể bán được ở vị trí cũ, thì hôm nay thì lại dời qua đây cách khoảng vài chục mét thôi các bạn. Đây, đây. Ngay góc Nguyễn Trãi luôn, đầu hẻm 565 và 567 luôn các bạn. Đây, đây là đường Nguyễn Trãi này. Đó, thì hôm nay sẽ bán cua ở vị trí này, trước một cái tiệm làm nail. Vâng, cua thì bắt đầu ra rồi đây các bạn. Hôm nay là cuối tuần nên rất là đông khách các bạn ạ. Vâng, dì Ba ra rồi các bạn. Nè, ông chữ hết hồn luôn. Là cái gì đã anh trở đây đã ăn cua gì ba, tức là ăn cua so sánh cua các nơi khác nhau như nào, còn ăn thử cua các nơi chưa thử cua ở ba chưa biết, nhưng mà thử cua ăn cua nhiều nơi rồi đúng không, hôm nay ăn thử xem như thế nào đúng không. Số anh là số bao nhiêu anh? 71. 71 à? À, anh là đến ở địa phương nào, ở Bình Dương anh? Dĩ An hả? À. Đây đây khoảng bao nhiêu cây anh? 2 mấy cây, rất xinh Dĩ An. À, 2 mấy cây. Vâng, anh này đến Dĩ An, Bình Dương. Cách đây 20 mấy cây các bạn. Cách Sài Gòn 20 mấy cây nhưng mà vẫn đến ủng hộ dì Ba. Nhiều người thì ở xa thì cũng đã lặn lội đến để giúp đỡ và ủng hộ cho dì Ba các bạn. Kể cả những người nước ngoài như ở Mỹ, ở Úc. Vâng, bây giờ là đến số 75 rồi các bạn. 75 nhưng mà vẫn mua được cua. Vâng, 75 là số cuối cùng mua được cua. Vâng, đến số 75 là hết cua rồi các bạn. Còn nhiều người không mua được cua đó, nói chuyện với dì Ba để xin số điện thoại để mua cua các bạn.
chị ba. Anh ơi, ngày mai mà đặt cua thì đặt số điện thoại nào anh? Số điện thoại cô Thúy ạ. Số điện thoại cô Thúy là số nào ạ? Dạ. Không có trả, không có trả, nó chừa lại đó. Không có bán ai hết. Rồi chúng tôi đang hỏi số điện thoại để cho mọi người có thể dễ dàng đặt lại. Chị ba chắc gọi chảy máy chị ba luôn quá à. 0936 0936 337 143 143. Vâng. Mọi người có thể đặt cua gì ba qua cái số điện thoại đó nha các mọi người. Vâng, một buổi bán cua đã kết thúc các bạn. Và hôm nay thì mọi người đang chuẩn bị dọn. Vâng, rất là nhiều người hỗ trợ gì ba. Ủa chị là chủ tiệm nail phải không? À. Chị hôm nay thì mình giúp dì ba ở trước như vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của chị không chị? Dì ba ngồi đó tìm chị thử 7 năm rồi đó cưng. 7 năm rồi à? À có nghĩa là dì ba chưa? Đắt thì mới qua mấy chỗ khác để chống có diện tích hơn á. À còn dì ba đã, chị đã hỗ trợ dì ba 7 năm rồi ạ? Dì ba ngồi trước khi chị về mở tiệm đó. Dạ, vâng, cảm ơn chị nhé. Vâng, đây là cái chị chủ tiệm nail này các bạn. Chị này đã hỗ trợ dì ba 7 năm rồi. Nhưng mà sau đó thì cua dì ba đông quá nên phải ngồi trước một cái điểm này để cho có cái chỗ trống hơn. Nhưng mà cái điểm này thì hôm nay lại có một cái đám tang nên không thể ngồi được các bạn. Vâng, rất là dễ thương các bạn. Đây, tiệm nail của chị đấy đây. Thì nếu mà mọi người có thể ủng hộ cho chị đấy thì có thể đến làm nail cũng được. Vâng, nhất là các chị hay là các cô. Nghĩa cử rất là tuyệt vời, cho một người bán trước mặt bằng của mình 7 năm là không phải là điều bình thường đâu. Đây là một cái điều hỗ trợ rất là lớn. Việc hỗ trợ này rất là ý nghĩa các bạn. Hai điểm này đều cách nhau khoảng 30 mét các bạn. Đây. Vâng, tưởng là bán cua xong rồi nhưng mà có một cái bọc cua thì khách không lấy đó các bạn. Nên dì ba thì tiếp tục bán cho những cái người cần. Còn cua không dì ba? Còn cua không? Dạ còn mấy con nè. Con mấy con đây chị ơi. Vâng, đây là những vị khách cuối cùng chứ không phải là những vị như lúc nãy là những vị khách cuối cùng ạ. Mình ở đâu qua đây chị? Gò Vấp ạ. Dạ, mình đi hơi trễ chút nên may vẫn còn. Dạ. 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 Đây là con cuốn cụm là con ngon đấy, cuốn cụm là ngon nhất mà. Cuốn cụm là ngon nhất. Người ta đặt mà người ta không lấy. 500 tô chị ơi. Dạ, 500 tô. 500 tô. Vâng, đây là những cái con cua cốm cuối cùng các bạn. Do khách không lấy nên chị đến từ Gò Vấp sẽ may mắn mua được cái. Em đưa thầy nói, chị đi từ đâu qua qua đây mua cua chị? Từ đâu qua? À, trời hơi buồn ha. Đây là một con cua gạch. Các bạn thấy gạch rất là đỏ. Đặt từ cái yếm đặt lên luôn á. Các bạn nhé. Dì ba để yên cho tụi con ấy cái nha. Đó. Rồi dì ba mở ra giúp con. Rồi để nó dì ba. Ô, các bạn nhìn con cua này. Cực kỳ ngon luôn các bạn.